Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn là một trong những nhiệm vụ được xã Trường Ken của huyện Văn Bàn quan tâm. Từ năm 2021, địa phương đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát, được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Phát huy kết quả đạt được, năm 2022, xã Trường Ken tiếp tục nâng cao tiêu chí này. Ngôi nhà của gia đình anh Nguyễn Văn Phúc, thôn Trường 1-2, đang thi công với sự hỗ trợ 30 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo. Bà con lối xóm giúp đỡ ngày công. Vậy là Tết Quý Mão này, gia đình anh Phúc sẽ có căn nhà mới khang trang. Được cái căn nhà để yên tâm với con và vợ chồng đi làm để làm cái kinh tế để vươn lên cái thoát khó thoát nghèo. Còn đây là ngôi nhà của anh Hà Văn Thủy, mới hoàn thành cách đây không lâu bằng nguồn vốn xã hội hóa, sự ủng hộ của người dân và doanh nghiệp. Căn nhà xây cấp 4 rộng rãi chắc chắn này đã thay thế cho ngôi nhà gỗ trước đây, giúp gia đình yên tâm phát triển kinh tế. Cảm ơn nhà nước đã hỗ trợ và gia đình tôi sẽ vươn lên và cố gắng thoát nghèo. Cảm ơn và chính quyền của nhà nước. Năm 2021, Trường Ken đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm. Năm 2022 này, địa phương tiếp tục tuyên truyền, huy động sự chung tay đóng góp từ các doanh nghiệp, hợp tác xã và nguồn nội lực trong dân để nâng cao chất lượng tiêu chí nhà ở dân cư. Riêng năm 2022 thì chúng tôi là làm được là 8 ngôi nhà mới. Thì trong đó có 4 ngôi nhà là do Mặt trận Tổ quốc và tổ chức HOSI đã hỗ trợ. Thì cái mức hỗ trợ là thấp nhất là từ 30 triệu đến 50 triệu trên hộ. Còn lại là 4 hộ dân thì chúng tôi là vận động nhân dân là tự huy động nguồn lực và để làm mới. Và cái trong cái nội phần mà nhân dân góp để làm hoàn thiện 4 ngôi nhà này thì cũng trị giá là gần 600 triệu đồng. Không riêng Trường Ken, tại nhiều địa phương trong tỉnh, chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo đã đạt nhiều kết quả tích cực. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị xã hội, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư, đến nay Lào Cai đã vận động nhân dân cứng hóa được trên 900 nền nhà, xây mới 253 nhà, nâng cấp 538 nhà ở, đồng thời xây dựng, nâng cấp và sửa chữa trên 240 nhà đại đoàn kết. Những ngôi nhà được hỗ trợ xây mới giúp hộ nghèo có mái ấm khang trang, ổn định đời sống. Các địa phương cũng hoàn thành tiêu chí nhà ở trong xây dựng nông thôn mới.